Alo ạ, anh gọi đến viễn thông bên em cần hỗ trợ gì không ạ? Em thấy nó báo là thuê bao của em nó chuẩn bị cắt anh ạ. Dạ vâng ạ, thì anh cho hỏi là anh đang ở nhà hay đang ở đâu, nghe tín hiệu anh ngọt về ạ? Đấy, em đang ở nhà anh ạ. Thì anh có thể đi ra chỗ yên tĩnh để em hỗ trợ cho anh được không ạ? Em dạ, nghe tín hiệu anh rất là ổn ạ. Dạ vâng, được rồi anh ạ. Thì anh nhận được, vừa nhận được thông báo rồi anh. Dạ vâng, em vừa nhận thông báo nó khóa thuê bao của em anh ạ. À, dạ vâng ạ, anh vui lòng cho biết họ tên để em vào hệ thống chẩn tra giúp anh ạ. Tên của anh là gì anh? Em Trần Trung Đức anh ạ. Trần Trung Đức anh? Vâng. Dạ vâng ạ, để tránh trường hợp tên trùng tên thì anh Đức vui lòng cung cấp với em số chứng minh thư để em vào hệ thống kiểm tra giúp anh xem tại sao số thuê bao của mình bị khóa nha anh Đức. Chứng minh thư của em à? Đợi em dạ tìm. Vâng ạ. Dạ. Anh ghi lại giúp em này. Dạ vâng ạ. 0010 020355 không bao nhiêu anh? 020355. Dạ vâng ạ, bây giờ em xác nhận thông tin của anh, hệ thống bên em. Anh tên là Trần Trung Đức phải không anh? Đúng rồi. Số căn cước công dân của mình là 0010 ạ. 0355 ạ. Đúng rồi. Dạ. Thì anh vui lòng giữ máy để em vào hệ thống kiểm tra giúp anh nha anh Đức. Dạ vâng, anh có kiểm tra giúp em vậy? Dạ, anh giữ máy giúp em ạ. Vâng ạ. Alo anh Đức, có nghe máy không ạ? Vâng, em đang nghe anh. Dạ, thì năm anh Đức năm nay sinh năm 1994 phải không anh? Đúng rồi anh ạ. Dạ, thì anh quê ở Hà Nội phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Dạ. Thì theo như em vào hệ thống kiểm tra thì số điện thoại của anh đang sử dụng là 0387935123 là không có phát sinh vấn đề gì. Nhưng ở đây em thấy họ tên của anh là Trần Trung Đức, là anh có đăng ký thêm một số thuê bao là 0978513513. Đăng ký tại Trung tâm Viettel Hồ Chí Minh và lúc 9 giờ ngày 14 tháng 6 2022. Và số điện thoại này có gọi và nhắn tin cho rất nhiều khách hàng để tuyển dụng lao động với việc nhẹ lương cao, nhằm mục đích là bán người lao động sang Campuchia, cụ thể là bán vào những công ty game, ổ mại dâm, đầu tư chứng khoán. Ôi thật chết, có rất nhưng nhiều mà khách hàng đã bị hại. Dạ. Nhưng cái đấy em không đăng ký anh ạ. Chết thật. À, dạ vâng ạ. Thì nếu như anh không có đăng ký thì anh vui lòng để em đọc hết nội dung thông báo. Rồi có gì thắc mắc anh hỏi lại em sau nha anh Đức. Dạ vâng. Dạ. Có rất nhiều khách hàng đã bị hại nên đã gọi đến cục viễn thông yêu cầu là cắt hai số thuê bao anh đang đứng tên. Và phía khách hàng bị hại sẽ khởi kiện anh ra pháp luật, đồng thời là tòa án sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh. Vâng. Theo điểm C, điều khoản 15, nghị định 144 năm 2021 chính phủ ban hành. Dạ, anh Đức cho em hỏi là anh có được đi vào thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký số thuê bao 0978 513 513 hay không ạ? Ôi em từ bé rồi em chưa được vào đấy bao giờ, nó em vào đấy đăng ký làm gì? Dạ vâng ạ, thì nếu như anh nói như vậy thì có lẽ nào là thông tin giấy tờ của anh đã bị người khác sử dụng để đăng ký mà anh không biết ạ? Ôi thật chết rồi. Cái này thì em cũng không để ý đâu, thực ra là mình không biết. Hôm nay bọn dạ, anh gọi thì em anh cứ bình biết. Tĩnh thì anh cứ bình tĩnh thì bên em sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho anh nha anh Đức. Dạ vâng ạ. Dạ. Thì nếu như anh khẳng định với viễn thông bên em là anh không có đăng ký số thuê bao 0978 513 513 để lừa đảo lao động sang Campuchia thì bên em sẽ có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của anh và giúp anh làm rõ sự việc này để tìm ra ai thế. Đó là người lợi dụng thông tin giấy tờ của mình nha anh Đức. Thế là cái số 1313 đấy là nó đứng tên em à anh? Dạ vâng ạ, thì hiện giờ đang đứng tên của anh để còn lừa đảo báo buôn bán người sang Campuchia đấy anh ạ. Thì anh cứ bình tĩnh thì bên em sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho anh ạ. Dạ vâng ạ. Thì anh cho em hỏi dạ, là chứng minh thư hoặc căn cước công dân của mình có từng bị đánh rơi hay thất lạc ở đâu không anh? Có, em bị mất chứng minh thư một lần rồi anh ạ. À dạ vâng ạ. Thì anh có giao dịch ở trung tâm nào mà để tiết lộ thông tin giấy tờ của mình không ạ? Có, em giao dịch nhiều chỗ, họ vẫn giữ chứng minh thư của mình. À dạ vâng ạ. Thế thì em nghi vấn là rất có khả năng là anh bị mất số chứng minh thư và ai đó đã nhặt được rồi đi vào thành phố Hồ Chí Minh đăng ký số thuê bao 0978 513 513 để lừa đảo bán lao động sang Campuchia nha anh Đức. Ồ thế nhưng mà số đấy đó đã thực hiện nó bán thành công vụ nào cho anh nhỉ? Dạ vâng ạ, thì em cũng không biết ạ, vì em kiểm tra trên hệ thống bên em là họ đang lợi dụng thông tin giấy tờ của mình. Thế nó điều tra ra thì em lại là đứng tên đấy thì nó gọi em ra pháp luật thì chết anh ạ. Dạ vâng ạ, thì anh cứ bình tĩnh ạ. Thì em thấy cái sự việc của anh rất là nghiêm trọng. Vâng. Nếu anh không làm rõ sự việc thì sau này những nhóm tội phạm có đăng ký những thủ tục giấy tờ phạm pháp khác thì lúc này anh có phải là người chịu trách nhiệm trước pháp luật mà anh cũng phải là người chịu ảnh hưởng đầu tiên đúng không ạ? Vâng ạ. Nay mà gặp phải chùm mafia mà nó đăng ký thế thì chết em ạ.
Dạ. Anh xem thì có bây cách giờ khắc em khắc kiến phục nghị anh là nhanh chóng trình báo bên phía công an thành phố Hồ Chí Minh để thế. nhờ họ điều tra và ngăn chặn triệt để sự việc này giúp anh và trả lại trong sạch cho anh. Em ra công an thành phố Hà Nội mình trình báo được không anh nhỉ? Dạ, thì cái sự việc này đang xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thì anh phải trình báo bên phía công an thành phố Hồ Chí Minh thì họ mới có đủ thẩm quyền để vào cuộc điều tra giúp anh trước 2 giờ đồng hồ nha anh Đức. Dạ vâng ạ. Nếu như anh ra công an Hà Nội thì họ sẽ nói họ không thể vượt thẩm quyền điều tra. À vâng ạ. Thì anh có cần bên em kết nối đến công an thành phố Hồ Chí Minh để anh trình báo sự việc của mình không ạ? Dạ vâng, thế thì anh giúp em luôn với ạ, để em hủy bỏ luôn gì đấy đi, không có để thế này thì càng lâu càng chết anh ạ. Dạ, thì trước khi em chuyển máy đến công an thành phố Hồ Chí Minh thì anh vui lòng lấy giấy bút, em sẽ giúp anh ghi lại một số thông tin để có cơ sở trình báo ạ. Thì anh đã có giấy bút chưa ạ? Đây đây, anh đợi em tí để em đi lấy ạ. Dạ vâng ạ. Bút bút dạ được rồi, anh đọc giúp em với ạ. Dạ vâng ạ, thì anh đang ở nhà thì anh có thể di chuyển ra đấy, Yên Tinh để em hỗ trợ cho anh được không ạ? Em nghe tín hiệu bên anh rất là ổn ạ. Em ra ngoài rồi anh ạ. Dạ vâng ạ, thì anh ghi giúp em thông tin thứ nhất là số điện thoại mạo danh ạ. Số điện thoại mạo, anh đợi em tí để em vào cái mục tin nhắn để em viết nó vào nữa. Đây rồi ạ. Rồi dạ, anh đọc giúp em ạ. 0978 973 513 513 513. Rồi ạ. Thông tin thứ hai là ngày giờ đăng ký. Rồi ạ. Ngày 14 tháng 6 2022 vào lúc 9 giờ. 14 tháng 6 2012 ạ. 2022 ạ. Đó, mới trong năm nay thôi anh nhá. 22 rồi ạ. Vào lúc 9 giờ. 9 giờ vâng ạ. Rồi ạ. Thông tin thứ ba là địa chỉ đăng ký. Vâng. Số 668 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. 668 phường 10, quận 10. Dạ. Rồi ạ. Số gì anh nhỉ? Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, thành phố Hồ Chí Minh rồi ạ. Thì bây giờ anh Đức đọc lại ba cái thông tin mà em vừa cung cấp cho anh để em xem có thiếu sót gì không để em còn bổ sung cho anh chính xác hơn ạ. Cái số điện thoại là 0978 ạ, 513 513. Dạ. Nó đăng ký vào lúc ngày 14 tháng 6 năm 2022 lúc 9 giờ. Dạ. Số 668 phường 10 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ. Thì bây giờ anh lắng nghe em hướng dẫn cách trình báo sự việc của mình nha anh Đức. Dạ vâng ạ. Khi em chuyển máy trực tiếp miễn phí cước đến công an thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ vâng. Thì công an bắt máy thì trước tiên anh nói rõ họ tên của mình, số chứng căn cước công dân của mình. Rồi anh nói là anh muốn báo án. Anh nhờ công an điều tra giúp anh là ai đã lợi dụng thông tin giấy tờ của anh. Dạ vâng. Thì đăng ký số thuê bao 0978 513 513 để lừa đảo lao động sang Campuchia. Rồi anh trình bày ba cái thông tin mà em vừa cung cấp cho anh để phía công an có cơ sở điều tra giúp anh ạ. Dạ vâng. Dạ. Anh phải phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra nhanh chóng giúp mình trước 2 giờ đồng hồ nha anh. Ok anh ạ. Dạ. Thì công an có hỏi thông tin này anh biết từ đâu mà trình báo. Thì anh nói là nhân viên viễn thông hỗ trợ cho anh ạ. Tên của em là Trần Đức Thuận ạ. Anh ghi vào. Trần Đức Thuận rồi ạ. Nhân viên viễn thông ạ. Nhân viên viễn thông, ok anh. Dạ. Mã số nhân viên của em là 16051 ạ. 16051 ạ. Để đợi em thì để em ghi lại. 16051 rồi ạ. Dạ. Thì anh cũng biết công an điều tra và làm việc rất là nguyên tắc. Cho nên trong khi trình báo sự việc, anh phải tránh những chỗ đông người, ồn ào để trình báo sự việc rõ ràng giúp em ạ. Dạ vâng. Nếu lên công an thấy ồn thì công an sẽ không tiếp nhận hồ sơ của mình. Thì lúc này rất là rắc rối cho mình nha anh Đức. Anh Đức. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Dạ. Thì anh Đức cho em hỏi là khi em chuyển máy đến công an thành phố Hồ Chí Minh thì công an bắt máy anh sẽ trình báo sự việc của mình như thế nào anh? Thì em bảo là anh Thuận ở bên viễn thông là cái mã số của anh đấy. Và có thông tin qua cho em về sự việc là như thế ạ. Dạ vâng ạ, thì anh có thể ghi lại để anh trình báo sự việc rõ ràng giúp em để công an vào cuộc điều tra giúp anh nhanh chóng hơn trước 2 giờ đồng hồ nha anh Đức. Dạ vâng ạ. Thì anh công an bắt máy thì anh nói là anh muốn báo án ạ, anh ghi vào. Dạ vâng ạ, rồi. Nhờ công an điều tra giúp em là ai đã mạo danh thông tin giấy tờ của em. Dạ vâng ạ. Để lừa đảo lao động sang Campuchia được chưa ạ? Rồi ạ. Rồi anh mới trình bày ba cái thông tin mà em vừa cung cấp cho anh để phía công an có cơ sở điều tra giúp anh nha anh Đức. Rồi ok anh. Dạ. Thì khi công an điều tra xong, chứng minh anh là người bị hại, thì phía công an sẽ gửi văn bản chứng nhận về cục viễn thông bên em. Vâng. Thì cục viễn thông bên em sẽ không cắt số thuê bao của anh và bên em sẽ giúp anh là thu hồi lại số thuê bao 0978 513 513 đang mạo danh với tên tuổi của mình nha anh Đức. Dạ vâng ạ.
Thôi em thì còn giữ lại cái số 123 của em thôi, số đấy của em quan trọng lắm anh ạ. Bây giờ các Dạ mắt vâng của ạ. em thì chết. Lại còn liên quan Dạ đến pháp vâng luật ạ. nữa thì lại càng khó cho em. Dạ vâng ạ, thì bây giờ công an bắt máy thì anh sẽ trình báo sự việc của mình như thế nào ạ? Để em xem có thiếu sót gì không để em còn bổ sung ạ. Đấy, thì công an bắt máy thì em cứ trình bày là bên anh Thuận của viễn thông là anh có thông tin qua cho em là em cái số thứ ba của em là như thế và có liên quan đến buôn bán người trong bên bên Campuchia chẳng hạn thế. Thì Dạ vâng ạ. nhờ các anh giúp đỡ. Dạ vâng ạ. Dạ. Thì bây giờ anh đã biết cách trình báo rồi phải không anh? Dạ vâng đúng rồi ạ. Dạ vâng ạ. Thì khi công an điều tra xong thì anh nhớ là nhờ công an gửi văn bản chứng nhận về cục viễn thông bên em nha anh. Dạ Thì bên vâng ạ. em sẽ không cắt số thuê bao của anh và phía khách hàng sẽ không có lý do gì để khởi kiện anh ạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Thì bây giờ anh di chuyển lại chỗ yên tĩnh ạ và giữ máy giúp em để em phách bộ hồ sơ của anh qua công an thành phố Hồ Chí Minh để anh trình báo sự việc của mình nha anh Đức. Dạ vâng ạ. Thì anh giữ máy giúp em ạ. Dạ vâng ạ. Cuộc gọi của quý khách đang được kết nối qua đường dây nóng công an thành phố Hồ Chí Minh. Alo, phòng cảnh sát điều tra ngay đây. Dạ, alo ạ, em chào anh ạ. Vâng, tôi chào anh. Liên hệ cơ quan công an tôi có chuyện gì không anh? Dạ, anh ơi em ở bên có anh Thuận ở bên mạng viễn thông ấy, anh gọi điện cho em anh bảo là cái số chứng minh thư của em ấy nó đăng ký một cái thuê bao nào đấy ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà trong khi em ở Hà Nội. Vâng. Đấy thì họ họ lại lấy cái số đấy họ lừa buôn bán người đi 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 sang Campuchia anh ạ. Lại lại còn cả mại dâm các thứ nữa. Em thì thực Lợi ra dụng là thông tin của anh buôn bán người qua Campuchia. dạ vâng ạ. Đấy em đang lo quá Vâng, bởi thế vì là căn người em bản biết từ là đâu? dạ Có ai là người thông báo đến cho anh? là anh Thuận ở ở bên VNPT ạ. À quên bên mạng viễn thông. Tức là nhân viên cục viễn thông thông báo đến cho anh à? Dạ vâng ạ. Vâng, rồi lúc nãy anh làm việc với lại bên phía viễn thông, họ có cung cấp lại cho mình cái thông tin gì không? Có ạ, họ cung cấp cho em những cái thông tin đây, bảo em ghi ra để trình báo với bên cơ quan chức năng mình đấy ạ. Vâng, thì bây giờ anh trình bày lấy hết với tôi để đây tôi xem có manh mối nào và điều tra cho anh được hay không nhá. Dạ vâng ạ, cái mã của cái anh nhân viên đấy là 16051 ạ, anh Thuận ạ. 16051 à? Dạ vâng ạ. Ừ, anh Đấy còn Thuận đúng không? dạ vâng còn cái số mà họ lợi dụng là họ đứng tên của em ấy để lừa buôn bán Vâng. người ấy, là cái số 0978 513 513 0978 513 513. 513 513 513 anh. Dạ vâng ạ. Vâng. Nó tạo cái số đấy là đăng ký tên em là từ lúc từ ngày 16 ngày 14 tháng 6 năm 2022 lúc 9 giờ anh ạ. 14 tháng 6 2022. Vâng, 9 giờ. Ừ, ở lúc 9 giờ. Đó là số 668 phường 10 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Số 668 mà anh. Dạ vâng ạ. Vâng. Đường gì anh? Ở phường 10 quận 10 ạ, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cái số điện thoại này đang lợi dụng tên tuổi của anh buôn bán người qua Campuchia. Dạ vâng ạ, thấy anh Thuận là anh báo cho em là như thế anh ạ. Anh cho tôi hỏi họ tên của anh là gì? Em Trần Trung Đức ạ. Trần Trung Đức. Vâng. Vào khoảng thời gian ngày 14 tháng 6 thì anh Đức đang ở đâu và làm gì anh có nhớ không? Trong cái khoảng thời gian đấy thì em công tác ở Hà Nội ạ. Tức là vào khoảng thời gian đó anh khẳng định không có rời khỏi địa phương của mình Dạ vào đến không, thành phố Hồ Chí Minh để làm em công thì từ việc. từ bé đến giờ em cũng còn chưa được vào đến thành phố Hồ Chí Minh bao giờ anh ạ. Vâng. Thế mình tự nhiên lại nghe cái thông tin này đâm ra hoang mang quá. Tức là về sự việc lần này của anh ở đây thì anh Đức nói là bản thân của mình cũng không có hay biết gì về cái sự kiện này đúng không anh? Dạ vâng đúng rồi ạ. Vâng, rồi hôm nay liên hệ nhờ cơ quan công an chúng tôi ở đây và cuộc điều tra cho anh về cái số điện thoại này để xem hiện tại thì ai là người đang sử dụng dưới danh nghĩa tên tuổi của mình đi làm những công việc bất hợp pháp như vậy đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng. Rồi thì ở đây về sự việc của anh nhờ cơ quan công an chúng tôi tiến hành điều tra cho anh về số điện thoại này thì Dạ. trách nhiệm của chúng tôi cũng sẽ điều tra làm rõ cho anh và cũng giúp đỡ cho anh giải quyết về phần thông tin giấy tờ cá nhân của anh. Dạ Tránh vâng ạ. sau này thông tin giấy tờ của anh đã bị tiết lộ ra bên ngoài rồi những đối tượng tội phạm này sử dụng làm những công việc gì như là đi buôn bán những cái dụng cụ cấm hay là giao chuyển một cái lô hàng gì cấm đi đứng dưới danh nghĩa tên tuổi của anh, lúc này chúng tôi bắt được ở đây cũng không biết được bản thân của anh có làm hay không, Dạ cũng sẽ vâng. phải mời anh về đây trực tiếp để làm việc xem thực sự là như nào thì ở đây ảnh hưởng đến uy tín danh dự của mình và thời gian công việc của mình anh Đức nhá. Dạ vâng ạ. Vâng Thế này em rồi mà cho không giải những quyết lời được như anh Thuận anh bảo là bây giờ phải vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì em chết, bây giờ chi phí đi lại thì bây giờ lấy đâu ra, với lại thời gian công việc của em không sắp xếp để em di chuyển vào trong đấy được anh ạ.
Đấy, thực sự ngoài này em rất là bận. Nên anh bảo là cũng nhờ bên phía công an là mình tìm cách mình khắc phục, mình giải quyết giúp em với. Chứ bây giờ anh bảo là cái thông tin tiết lộ ra ngoài như thế, người ta có cái thông tin của mình rồi, bây giờ buôn bán tự nhiên em ở ngoài này em có biết gì đâu mà tự nhiên em lại phải chịu. Đấy. Vâng. Rồi như này đi anh Đức nha, anh cứ bình tĩnh lại ở đây, anh rõ chưa? Vâng cái ạ. sự việc của anh ở đây anh đã trình báo nhờ chúng tôi giải quyết rồi. Nếu như mình không có làm thì mình trình báo giải quyết thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm để điều tra cho anh Đức nhá. Dạ vâng ạ. Vâng, nhưng ở đây tôi cũng chưa biết có chính xác theo những lời mà anh trình báo hay không. Thì tôi cũng sẽ giúp cho anh lập một hồ sơ ghi âm báo án về thông tin giấy tờ cá nhân của anh. Sau đó chúng tôi cũng sẽ điều tra lại. Nếu như thật sự đúng chính xác với những lời anh trình báo ở đây, lúc dạ, này vâng sẽ ạ. lập án điều tra cho anh. Xem ai là người đang sử dụng dưới danh nghĩa tên tuổi của mình đi làm những công việc bất hợp pháp mà để ảnh hưởng đến bản thân của mình nghiêm trọng như vậy, anh Đức nhá. Dạ vâng ạ. Vâng. Và trong thời gian ghi âm này thì tôi cũng sẽ hỏi anh những vấn đề liên quan đến sự việc mà anh đang trình báo. Thì tôi hỏi anh ở vấn đề nào anh biết thì trả lời tôi là biết, còn không biết thì trả lời tôi là không biết, anh Đức nhá. Dạ vâng ạ. Vâng. Thì anh có đồng ý với phương án là tôi cũng sẽ tiến hành ghi âm cho anh nhanh chóng hơn về sự việc này hay không? Dạ có, anh giúp em rồi ạ. Vâng. Thì ở đây nếu như anh đồng ý thì tôi có một vài yêu cầu anh cần lưu ý cho tôi như sau. Dạ. Thứ nhất là trong đoạn băng ghi âm giữa tôi và anh đang làm việc thì tuyệt đối không có tiếng nói của người thứ ba hay là những tiếng ồn tạp âm từ bên ngoài vào. Vì trong thời gian giữa tôi và anh làm việc ở đây khoảng thời gian sẽ từ 15 đến 30 phút. Dạ nếu vâng như ạ. Có tiếng nói của người khác vào đoạn băng ghi âm này, đoạn băng ghi âm giữa tôi và anh sẽ không được xác nhận trước pháp luật. Dạ, nếu dạ. như anh muốn giải quyết thì lại phải làm lại từ đầu. Thế dạ. này không những mất thời gian của anh mà thậm chí mất cả thời gian của chúng tôi ở đây. Thế anh có làm được không? Dạ em làm được anh ạ. Thế để em đi vào trong xe anh em ngồi. Đang ở nhà hay là anh đang đi làm? Em đang ở nhà anh ạ. Hôm nay lại có tính việc đột xuất đấy là em lại phải ở nhà. Thế để em ra xe em ngồi. Em ngồi trong xe rồi thì. Dạ, nhà của anh có phòng riêng hay không? Dạ em ngồi trong xe ạ. Một mình trong xe rồi anh ạ. Ừ, thế ngồi trong xe của mình ạ. Dạ vâng ạ. Vâng. Thế vấn đề tiếp theo ở đây là trong thời gian ghi âm giữa tôi và anh đang làm việc, nếu như có ba mẹ hay là anh chị em của mình gì đó đến mình hỏi mình cái câu hỏi gì thì anh báo lại cho tôi để tôi tạm ngưng đoạn băng nghiêm lại để cho mình trao đổi công việc của từng ngày của mình, anh Đức nhá. Dạ vâng, ok anh ạ. Vâng, anh khẳng định với cơ quan công an chúng tôi vào khoảng thời gian ngày 14 tháng 6 anh không có đến thành phố Hồ Chí Minh đăng ký một giấy tờ gì đúng không? Em không anh ạ, vì em thì loanh quanh ở Hà Nội mình thôi. Vâng. Vâng. Rồi tôi cũng sẽ định vị vào điện thoại của anh một hệ thống giám sát để xem những lời trình bày của anh ở đây là đúng hay không. Dạ vâng ạ. Ở đây trong thời gian ghi âm giữa tôi và anh ở đây cũng sẽ định vị vào điện thoại của anh một hệ thống giám sát để chúng tôi xem được thời gian qua thì anh ở đâu và làm gì. Hoặc khoảng thời gian ngày 14 tháng 6 có thật sự đúng chính xác với những lời anh trình báo mình không có đến thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký thủ tục nào hay không anh Đức nhá. Dạ vâng. Vâng. Nhưng ở đây thì ngược lại rất hao tốn pin điện thoại di động của mình. Điện thoại của anh Đức còn nhiều pin không? Vâng ạ. Điện thoại của anh có còn nhiều pin không anh Đức? Điện thoại em còn nhiều anh ạ. Còn khoảng bao nhiêu phần trăm anh? Em còn hơn 70% anh ạ. Vâng. Mình đang sử dụng điện thoại nhãn hiệu là gì? Samsung, Oppo hay là iPhone? Em dùng Samsung. Hệ thống ghi âm tương đương điện thoại của anh nhá. Vâng. Em dùng Samsung anh ạ. Ừ, em dùng Samsung. Vâng. Có sử dụng Wi-Fi 4G gì không? Hiện tại thì không ạ. Ừ, tức là mình ở nhà mình không có sử dụng Wi-Fi 4G gì à? Dạ không ạ. Ừ, nhà mình có Wi-Fi không? Có anh ạ, nhưng mà nó mới hôm nay nó đang bị hỏng, nó chập chờn nên em chả dùng. Ừ, anh đăng ký 4G không anh Đức? Dạ em không ạ. Ừ, vâng. Tối như này đi, để tôi bật hệ thống ghi âm lên để trao đổi làm ra cho thuận tiện hơn anh Đức nhá. Dạ vâng. Vâng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hôm nay ngày 4 tháng 8 năm 2022, tên tôi là Trần Trung Hiếu. Anh Đức có giấy bút ở đấy không? Dạ, em còn giấy bút đây anh. Vâng, anh lấy giấy bút ra, anh ghi rõ họ tên thông tin của tôi lại ở đây. Tôi đang công tác tại đâu. Để sau khi thời gian giữa tôi và anh làm việc có kết thúc, anh có muốn khiếu nại, anh thấy tôi làm việc thiếu trách nhiệm với mình đấy. Thì anh cũng biết được là anh vừa làm với tôi là ai, đang công tác tại đâu anh Đức nhá. Rồi, ok anh ạ. Vâng. Dạ, được rồi anh ạ. Vâng, tôi là Trần Trung Hiếu. Dạ, rồi ạ. Vâng, mã số quân nhân của tôi là 038435. 038435 rồi ạ. Vâng. Cấp bậc hiện tại tôi là thượng úy. Tôi đang công tác tại phòng cảnh sát điều tra và trật tự xã hội. Rồi ạ. Ừ. Điều tra trật tự và xã hội công an thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ. Rồi ạ. Vâng. Tại địa chỉ 268 268 rồi ạ. Đường Trần Hưng Đạo,
Trần Hưng Đạo rồi ạ. Phường Nguyễn Cư Trinh. Cư Trinh rồi ạ. Phường Nguyễn Cư Trinh, à, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ạ. Vâng. Xong chưa anh Đức? Dạ được rồi ạ. Vâng. Hôm nay tôi có tiến hành ghi âm báo án giúp người công dân có họ và tên Trần Trung Đức đăng ký ghi âm báo án vì sự việc bị người khác lợi dụng thông tin cá nhân, đăng ký số điện thoại di động làm những công việc bất hợp pháp. Vì quyền lợi của người khai báo thì tôi mời anh nói to rõ ràng họ tên của mình trước băng kiểm này. Họ tên của anh là gì? Em Trần Trung Đức ạ. Vâng, ngày tháng năm sinh của anh ngày bao nhiêu? Hôm 13 tháng 3 năm 1994 ạ. Vâng, 1994. Hiện tại đang sử dụng chứng minh hay căn cước công dân? Em dùng căn cước công dân này ạ. Căn cước số bao nhiêu anh? 0310 ạ. 0010. 0355. 20355 ạ. Rồi. Vâng, được cấp ngày tháng năm bao nhiêu? Rồi em thì ạ. Ngày tháng năm sinh đấy. Bây giờ ngày ngày cấp là ngày cấp là ngày mùng 8 ạ. Tháng 9 năm 2020 ạ. Vâng. Địa chỉ hộ khẩu trên căn cước công dân của anh ta địa chỉ nào? Em ở Quảng Oai, Ba Vì. Quảng Oai à? Vâng. Quảng Oai, Ba Vì, Hà Nội à? Vâng. Thế tại cũng đang ở địa phương của mình? Vâng, em vẫn đang ở địa phương. Ngoài số điện thoại dụng này ra, anh có còn sử dụng số điện thoại nào khác nữa không? Em không anh ạ, có mỗi số này thôi. Nó dùng nhiều số, nó mình có ở đó có đăng ký được mạng nữa, em dùng mỗi một số. Vâng, trình độ học vấn của anh là bao nhiêu anh Đức? Cái gì ạ? Trình độ học vấn của anh là bao nhiêu? Em là 12/12 anh ạ. 12/12. Anh có tiền án tiền sự gì chưa? Em có 2 tiền án rồi ạ. Ừ, 2 tiền án về tội gì đây? Em tội gây rối trật tự công cộng với lại tội trước là dính cái tội hiếp dâm ạ. Ừ. Vâng. Thế rồi đi bao nhiêu năm? Đâu là đấy em chạy vào các thứ mà đi loanh quanh cũng mất hơn 3 năm lâu rồi ạ. Ừ. Vâng. Hiện tại mình về được lâu chưa? Em thì em về được cũng khá là lâu rồi anh ạ. Ừ, hiện tại đang làm công việc gì? Em ở nhà, bây giờ em ở cái văn phòng gọi là làm ở bên công nghệ, làm bên mạng anh ạ. Ừ. Vâng. Thế là gia đình chưa? Em có gia đình rồi. Ừ, vâng. Ở đây tôi sẽ hỏi về một vài thành viên trong gia đình của anh. Dạ vâng ạ. Khi thời gian giữa tôi và anh làm việc kết thúc đây, những thành viên sinh sống cùng với anh trong gia đình sẽ đứng ra làm những người giám hộ cho mình, anh được nhau. Dạ vâng ạ. Ừ. Vợ anh tên là gì? Vợ em à, tên là Phạm Thị Hương ạ. Phạm Thị Hương à? Vâng, Phạm Thị Hương ạ. Ừ. Phạm Thị Hương, sinh năm bao nhiêu anh? Vợ em sinh năm 1998 ạ. Ừ, đã làm công việc gì? Vợ em này ở nhà rồi ạ, làm lặt vặt cùng em. Anh có mấy người con rồi? Em này có 4 đứa anh ạ. Ừ, 4 người con à? Dạ vâng ạ. Ừ, con đầu tiên của anh là bao nhiêu tuổi rồi? Con đầu nhà em là sinh năm 2014 ạ. Ừ, tên là gì anh? Tên là Hiếu ạ. Ừ, gọi tên đầy đủ. Trần Trung Hiếu ạ. Ừ, con mẹ mày. Ờ, cái địt con cụ mày. Con cụ mày ngu lồn, địt cha mày. Mày lừa bố mày á, cái địt con mẹ mày, bố mày làm bên mạng, mày lừa bố mày á. Thằng lồn. Ôi, địt mẹ mày. Hiếp mày, hiếp ra mà. Hiếp phải địt con mẹ mày, tao hiếp mẹ mày, tao